Nếu quan hệ sớm thì tụt cảm giác, vậy kết hôn với nhau sớm thì quan hệ nhiều cũng sẽ tụt cảm giác thôi. Đúng vậy. Vậy có khác nhau điều gì ạ? Nó vậy thôi. Tuy nhiên là nó có cái khác nhau chỗ này nè. Khi kết hôn thì ra được, nó khác cái phần mà quan hệ sớm mà không kết hôn với chỗ này. Thứ nhất là khi kết hôn nó nói lên là cái cảm giác yêu của người đàn ông khả năng cao á, là nó nồng nàn hơn là cái người quan hệ mà không cưới. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi họ cưới nhau thì lúc đó họ có một cái điều kiện khác, họ vào một cái trạng thái cam kết hơn. Cam kết hơn về gì? Về con cái, gia đình, tài chính, mặt mũi xã hội. Và vì họ có thêm những cái điều kiện đó, nó dẫn tới việc họ có động lực hơn trong phần xây dựng hôn nhân, khác nhiều lắm. Ok. Cho nên là, tức là về mặt sinh học đó nha thì nó giống nhau, nhưng mà về điều kiện bên ngoài á thì nó khác nhau. Nó giống như vậy nè. Khi mình đi ở ngoài trời, ok, mà mình gặp trời mưa, nó sẽ khác với là mình cũng đi ở ngoài trời, trời mưa nhưng có cái dù. Cái điều kiện ở trong hôn nhân nó sẽ có cái sự thuận lợi hơn trong cái phần xây dựng, là vì lúc đó mối quan hệ cam kết. Okay. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là vô hôn nhân thì sẽ tốt hơn. Nó vẫn là cái người phụ nữ đó có biết xây dựng hay không trong cái hôn nhân đó. Cho đó là một cái là một người phụ nữ, giả sử nha, mình đưa cái tình huống này để bạn thấy nó có sự khác biệt về chất ở trong, mặc dù về sinh học nó giống nhau. Một người phụ nữ gặp một người đàn ông quan hệ tình dục sớm, giả sử tháng thứ hai quan hệ tình dục. Rồi một người phụ nữ khác, cũng coi như cái phiên bản sinh đôi đi, gặp một người đàn ông tháng thứ hai cưới và quan hệ tình dục. Sự khác nhau chỗ này từ phía người đàn ông, cảm nhận giá trị. Tại vì một người phụ nữ mà quan hệ tình dục ở tháng thứ hai mà không có cưới thì cái cảm nhận giá trị của người đàn ông sẽ khác. Cái bạn trai sẽ cảm giác cô này, cái cảm giác nó sẽ khác, và cái cô này cổ dễ dãi hơn, cô này cổ có cái giá trị cô thấp hơn. Tại vì đó là cái đầu tư lớn nhất của người phụ nữ trong mối quan hệ tình cảm, là quan hệ tình dục. Nhưng mà khi cái cô này thì cũng vẫn quan hệ sớm, tức là sớm đây có nghĩa là sớm so với cái lúc người đàn ông vào trạng thái fall in love đó. Okay. Nếu bạn có cái kiến thức đó thì bạn sẽ hiểu chữ sớm đó không có nghĩa là cưới. Chữ sớm nó có nghĩa là người đàn ông nó chưa tới cái trạng thái fall in love thì có nghĩa là sớm. Okay. Mà nếu như 2 tháng người cô gái đó lấy người đàn ông đó vào quan hệ tình dục thì ở cái thang giá trị người đàn ông cảm giác khác. Cho nên nó có những cái khác từ phía người đàn ông, nó có những cái khác về cái công cụ trong cái mối quan hệ nó khác. Tuy nhiên về mặt sinh học thì nó giống nhau nha. Cho nên là nó dẫn tới cái việc là vậy có khác nhau điều gì ạ? À? Đó là những cái điều khác nhau đó. Tuy nhiên thường là như thế này nè, cho dù có khác nhau đó một chút, cho dù hôn nhân thực ra là nó có cái điều kiện thuận lợi hơn, cái người phụ nữ đó không có cảm giác là mình không có giá trị, người đó sẽ cảm giác người vợ của mình là người vợ đang trang này nọ, đại loại vậy đó. Nhưng mà nếu không xây dựng nha thì cái phần mà sinh học đó, nó phải y chang nhau, nó sẽ tốt. Nhưng nếu có xây dựng thì nó sẽ khác. Ok không? Cho nên đó là cái mình muốn tách chi tiết ra cho bạn thấy, cho bạn đình thấy là cái sự khác biệt nó có. Nó có khác hẳn những cái phần bên ngoài ấy, nhưng mà sinh học thì nó mãi mãi như nhau. Em và anh quen nhau và chung sống đến nay 2 năm. Lúc sống anh có yêu thương quan tâm lắm, nhiều, đưa tiền cho em hết và có tính chuyện tương lai hai đứa. Khi em tả như vậy nha, anh chưa biết là anh ta và em tới trạng thái nào để sống chung, tức là vẫn có thể là tốt đẹp không biết. Okay. Nhưng mà anh đoán, tức là nếu mà anh phải nhắm chừng thôi thì đa số là sẽ là làm sai, đa số. Tuy nhiên anh không biết được. Ok, anh vẫn để mở ra để coi chuyện gì xảy ra ở đây, những dữ kiện sau nó sẽ làm sáng lên cái đoạn đầu. Nhưng em thấy sau 2 năm vừa rồi mà chưa cưới sinh. À, khi em nói như vậy là nó bắt đầu nó thấy là cái số đông mà anh nhìn thấy là nó đã xảy ra theo cái suy nghĩ hồi nãy, khả năng rất cao. Tiếp tục, em kiếm chuyện tách ra. Điều này nó lại xác nhận rõ nữa là vì khi mà người phụ nữ mong đợi mà không được, mong đợi mà không được. Cái mong đợi tại sao mà mong đợi? Tại vì khi người đàn ông người ta sống chung mà chưa tới cái cảm giác yêu thì khả năng cao là người ta tụt cảm giác và người ta không thể hiện cái đó ra, cho tới một cái lúc người ta không giấu được nữa thì nó lộ ra. Ok không? Còn người phụ nữ sống chung thì bắt đầu phụ thuộc người đàn ông và dẫn tới cái việc không phải người phụ nữ nào cũng vậy. Nếu họ xây dựng hôn nhân hạnh phúc tốt đẹp thì họ không phụ thuộc, họ bình an, họ lành lặn. Ok, họ yêu nhau rất nhiều nhưng họ không phụ thuộc nhau. Ok, các bạn đừng hiểu lầm giữa yêu và phụ thuộc là phải đi chung nha. Cái đó mình sẽ giải thích sau, mình giải thích nhiều trong cái lớp hôn nhân này bằng cái hình ảnh hai người đi đường dài đó. Ok, tuy nhiên khi người phụ nữ mà bắt đầu có cái hành động như em á, gọi là hành động thao túng á, em kiếm chuyện tách ra, thì nó chắc chắn đã xảy ra điều này. Thứ nhất là em không hạnh phúc được trong cái mối quan hệ đó. Không hạnh phúc là vì em mong đợi một cái điều gì đó rất lớn mà nó không xảy ra. Thì ở đây thấy rõ ràng là cái chuyện cưới hỏi.
Okay. Và nếu như lùi lại một phần nữa là em sẽ thấy là tại sao anh ta bây giờ lại không muốn cưới, thì thấy rõ ràng là cảm giác tục. Lý do người đàn ông không cưới khi đã sống chung duy nhất là vì cảm giác tục, chỉ có vậy thôi. Okay. Rồi tiếp tục nè, thì có nghĩa rằng nó củng cố cái lúc đầu anh nghĩ số đông có thể xảy ra trong tình huống của em. Tức là tình huống của em sẽ giống như số đông, là cái mối quan hệ này hư cái thời kỳ hẹn hò, sống chung là làm nó hư đó, và rồi bây giờ nó đã hư. Ok, tiếp tục nè. Sau rất nhiều lần em kiếm chuyện để chia tay thì anh cũng đã về quê. Điều này nó chứng tỏ là mối quan hệ bắt đầu có tổn thương rồi. Em ở lại Sài Gòn, anh về được 10 ngày rồi nhưng ngày nào cũng gọi điện lên em và nói em cho anh thời gian 1 tới 2 tháng, anh cùng ba mẹ sẽ lên xin phép gia đình em và định ngày cưới. Anh ta đang cố gắng làm tròn trách nhiệm người đàn ông, thấy rõ ràng không? Tức là tình cảm tiêu mẹ rồi, theo cách tả là tình cảm tiêu mẹ rồi. Ok, tiếp tục nè. Anh nói anh gọi nói chuyện với em là vì thời gian xa nhau em quên anh, chẳng có ý nghĩa gì hết rồi. Em cũng cảm giác rồi mất tiêu, không thấy đoạn sau, không trả lời được. Tuy nhiên chuyện của em thì chỉ có nghĩa này nè, cái thời kỳ hẹn hò hư rồi và việc sống chung là làm hư cảm giác, nó đóng góp vào thêm cái phần đó. Hiện tại là tình cảm nó nhạt nữa, tức là anh ta tuột còn em là phụ thuộc. Okay. Tức là anh ta là người tuột cảm giác yêu. Đây anh nói cái này là cái khó nghe cho nhiều người đây, tức là khó đón nhận lắm. Cái mà nó xảy ra quá nhiều luôn. Ok, và nó xảy ra tới mức mà khi mà đã xảy ra nha thì lại hối hận. Và đây là cái câu mà anh đưa cho em nè. Bây giờ mà cưới là bất hạnh tăng lên. Và anh biết em mong cưới nhưng mà anh nói cho em biết, bây giờ mà anh ta cưới em thì đoạn sau bất hạnh tăng lên. Khó đón nhận đúng không? Một số bạn trong tình huống này mà thấy được cưới là mừng đúng không? Nào, bất lợi hơn rất nhiều luôn. Cái mối quan hệ này nha, hay nhất nha, nên ngừng. Đó, giờ nói vậy thôi. Ai nhận nổi tới đâu thì nhận tới đó. Ngưng lại nó tốt hơn rất nhiều. Em sẽ bị tổn thương khi ngưng lại. Thực ra em đã tổn thương rồi, không ngưng em vẫn tổn thương. Okay. Em đã tổn thương rồi. Okay. Tuy nhiên nếu đi tiếp là tăng lên mức độ cao hơn đó. Ok, tiếp tục. Không thấy câu hỏi cho nên cũng không trả lời được. Có phải khi mối quan hệ mà người phụ nữ cho tình dục quá sớm đều sẽ 100% hư không hả? Chính xác. Tức là em đã dùng chữ quá sớm thì chắc chắn là nó sẽ hư. 100% sẽ hư. Tuy nhiên nó hư không có nghĩa là họ chia tay. Anh nói cẩn thận nha. Hư đây á, là cái cảm giác đó của người đàn ông nó không lên được tới cái mức tốt nhất mà nó có thể lên. Hư không có nghĩa là mối quan hệ vỡ, mà là cái chất lượng mối quan hệ đó nó bị hư, nó bị yếu đi, nó bị kém đi hoặc là nó vỡ hoàn toàn. Đại đa số thì nó sẽ dẫn tới vỡ hoàn toàn. Nhưng mà vẫn có những cái tình huống người ta vẫn dính với nhau. Và vẫn có một số tình huống nhỏ người ta nhìn có vẻ như vẫn đang tốt với nhau luôn á. Tức là em nhìn vào em thấy là họ quan hệ tình dục sớm, họ vẫn đang rất là tốt. Thực ra bên trong nó tè le hết mà cũng ai biết. Cho tới khi đi tư vấn là lúc mà chia tay á, thì lúc đó mới nói, ủa vậy hả? Đó, cho nên là, và họ sẽ nói chúng ta không hợp nhau. Họ không nói là họ quan hệ tình dục sớm để làm tù cảm giác, tại họ đâu có hiểu cái kiến thức. Họ sẽ nói là tại không có hợp nhau, tại vì đủ thứ. Thực ra là tại vì cái cảm giác yêu nó tụt thôi. Tất cả những cái đó là nó tột cảm giác thôi. Okay. Họ sẽ nói là tại vì không hợp nhau, vì quan điểm khác nhau, vì tôn giáo, vì đủ thứ. Là tại sao lúc đầu cũng dẹp mẹ ngay từ đầu đi, hiểu không? Nhưng mà đi đã tới đoạn sau kêu không hợp đó. Thì thực ra là tột cảm giác thôi. Tuy nhiên như anh nói là nó sẽ hư. Đúng, hư có nghĩa là sao biết không? Giống như em có một trái táo đi. Ok, hư có nghĩa là sao? Giả sử bị con sâu nó ăn, thì con sâu nó ăn bao nhiêu không biết. Nó có thể ăn nửa trái, có thể ăn 1/4 trái. Nó có thể ăn chút chút rồi nó ăn hết, không biết. Ok, nhưng mà nó chỉ biết như thế này nè, chắc chắn là nó làm hư đi cái mối quan hệ, tức là nó làm giảm cái chất lượng mối quan hệ đó. Ok không? Và 100% bị yes nếu như ở đây như em đưa ra cái giả thiết là quá sớm, tức là cái điều kiện là quan hệ tình dục quá sớm, chắc chắn luôn nó tụt cái vasopressin, cái cảm giác yêu nó khác ngay, nó méo đi liền luôn. Ok không? Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.